Chỉ có nhiều người á là sẵn sàng chết vì em luôn. Đã nói thà chết chứ không quen anh. Mời chàng trai. À, chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các mọi người. Chúc mừng Valentine đầu tiên nha. Yeah, thank you very much. Oh. Bạn tên là gì? Dạ, xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Tùng. Em năm nay 30 tuổi. Em quê gốc ở Hải Dương, sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng và hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhà em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Và bây giờ mời bạn gái của cặp đôi đầu tiên. Em chào chị. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào tất cả các bạn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Hương. Em đến từ Nghệ An, năm nay em 28 tuổi. Sở thích của em đó là nấu nướng cho người thân. Hương đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng một công ty xây dựng của Nhật. Bây giờ trước tiên mình chia sẻ một chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh của em đó là em luôn là nghe người khác. Em thích quan tâm tới những người xung quanh, những người mà bất hạnh hơn em. Như vậy thì quá tốt luôn rồi. Nhưng mà điểm yếu của em thì nhiều lắm, thì em dễ quên lắm. Với lại em cũng nóng tính nữa. Nóng nóng cỡ nào? Em nóng giống như là đứa em ở phòng cùng với em. Mà em bảo là dọn dẹp phòng cho nó gọn. Nó không dọn, ý là 2 lần, 3 lần là em quát nó. Sao anh nghe sợ không anh ơi? Dạ cũng hơi sợ sợ chị ơi. Em tuy là mạnh mẽ như này ấy, mà em sợ anh gái quát em lắm. À, không phải. Sợ không? Sợ lắm. Có mấy mối tình rồi? Dạ em xưa nay thì chưa có một cái mối tình nào hết á. Là lý do là em có 4 cái xui. Cái xui thứ nhất á, là hầu hết những người phụ nữ mà gặp em á, đều cảm thấy rất là quý em. Nhưng mà họ cố định liệt em vào cái dạng như là bạn tốt, anh trai tốt, anh nuôi, bạn thân, bạn vĩnh viễn. Cái thứ hai á, là lúc nào đi chơi á, là cái cô gái đó cũng phải rủ em. Nhưng mà yêu á, là yêu thằng bạn em. Đấy. Còn cái thứ ba á, là em nói thật ấy, nhiều lúc á, em cũng mong muốn mà muốn tỏ tình cho người đó lắm á. Nhưng mà những cái người mà em chuẩn bị tỏ tình đều là có người yêu hoặc chuẩn bị lấy chồng hết á. Nhiều cái lúc á em nghĩ chắc là kiếp sau mình có nhiều người yêu lắm. Vì em tán cô nào cô nó cũng kiếp sau đi anh. Mà thậm chí có nhiều người á là sẵn sàng chết vì em luôn. Ta nói tôi thà chết chứ không quen anh. Nhưng mà em nói thật á, đấy là tỏ tình thôi. À. Còn nhiều lúc á em không muốn tỏ tình ngay trước mặt, sợ cô ấy phản đối. Em chỉ là nhắn tin thôi, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Rồi rất là hồi hộp, vội vàng tắt điện thoại, xong bắt đầu đi ngủ. Sáng ra nhận được một tin rất sốc, tin nhắn không gửi được, hết tiền. Rồi xui vậy á. Xui quá hả? Dạ, ế nè. Rồi bây giờ nè, hai người nói chuyện với nhau để tìm hiểu nhau đi. Hai người cần bổ sung cho nhau những điều gì? À, anh ơi, anh sinh ở Đà Lạt đúng không anh? À, cách Đà Lạt 30 cây số ở một cái huyện gọi là huyện Đơn Dương, dịch ra là dê cô đơn. Dê cô đơn. Hèn gì anh cô đơn tới bây giờ. À, em đặc biệt rất là thích con trai Đà Lạt. Tới bây giờ thì em cảm nhận cái giọng nói của anh rất là ấm áp rồi đó. Ồ, cảm ơn em. Trời ơi, anh nói vậy hết trơn á. Bây giờ yêu cầu đi, người phụ nữ thế nào anh cảm giác rằng sẽ cùng đi chung anh con đường nào? Đó là một người phụ nữ cũng bình thường thôi, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương mà không có giống như là mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết. Không phải cái chuyện gì là cũng la lối om sòm lên cho hàng xóm biết. Cùng lắm là cuối tuần em chạy ra công viên, ra đó tha hồ chửi. Em chấp nhận. Được không bạn gái? Dạ em thấy ý kiến đó rất là giống em. Anh ưu điểm của anh là gì anh? Ưu điểm thì tại vì đã từng làm công tác đoàn đội á, nên là hầu như cái gì cũng biết một chút. Có thể hát được, có thể kể chuyện cười được, có thể làm MC quản trò được. Nhảy được không? Dạ, vừa nhảy được. Rồi, đứng lên nhảy coi. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Em xinh tươi bước đi trên con phố này. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Trông xinh xinh em thức tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai ai à. Em xinh tươi như bông như hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mơ, đêm lạc về thao thức băng khuâng. Con tim ai khao khát đợi chờ trong coi lòng ôm mỗi từng từ. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Trời, ngưỡng mộ anh quá. Dạ, em cũng ngưỡng mộ chị. Giờ mới biết mọi người tại sao cứ nhận là anh nuôi em nuôi với bạn không à. Hiểu rồi đó, dễ thương vui tính. Nhưng mà điều nói chung á, mình đang còn rà đài.
Dạ. Mình chưa biết đối tượng mình này sao. Nhiều khi mình múa quá cái hồi của nó cô thích người đàn ông trầm lặng là chết luôn. Dạ. Cho nên mình phải kiềm hãm một chút để bên đây người ta bung với. Dạ em xin lỗi. Ngồi xuống. Dạ. Sở thích của anh là gì? Sở thích của em á là ca nhạc, thể thao, du lịch. Mà đặc biệt là em có một cái sở thích rất hay, thích ngôn ngữ lắm. Em thích học ngôn ngữ của tất cả các nước trên thế giới. Biết nếu mấy ngôn chỉ, ngữ? Nếu mà chỉ nói tiếng Anh thì em có thể giao tiếp vô tư, không có vấn đề gì. Ừ. Nhưng mà em thích học các ngôn ngữ do vậy. Nếu mà chỉ nói một số câu đơn giản thì em có thể nói được 20 thứ tiếng trên thế giới. Rồi, nói đi. Rồi. Ví dụ như là bên kia Nhật thì em có thể nói là Ohayo gozaimasu, konnichiwa, kobanwa, arigato. Ví dụ như tiếng Hàn Quốc thì Annyeonghaseyo, Irumimoeo, Kamsahamnida. Ví dụ như tiếng Pháp thì là Bonjour, comment allez-vous, comment ça va, merci beaucoup. Ví dụ như tiếng Đức thì có thể nói là Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht, Auf Wiedersehen, wie geht's, bitte schön, wie heißen Sie. Tôi lỡ hỏi có một câu một thôi đó. Thôi tôi về, tôi không có dám hỏi nữa. Tôi về tôi hỏi bên đây nữa chứ. Trời ơi, em kết rồi, em kết rồi. Hả? Nghe nói hồi em kết rồi. Kết hả? Dạ. Chị nghe hồi chị chóng mặt. Gu em cũng lạ đó. Trời ơi. Em rất thích những người, em rất thích những người mà biết nhiều ngôn ngữ. Trời ơi, một câu, một nước biết có một câu phà thiên hạ thôi. Không sao đâu chị, ít ra là người ta cũng có chí để học. Sao em? Cảm nhận thế nào về anh Ninh đấy? Thích. Chị mới đau chứ. Thích xong thích. Mình là đàn ông mình cũng thích mà, vui mà. Dạ, rất là dễ thương. Đấy, đầu tiên là có cảm tình rồi đó. Mà không thích người đàn ông những điểm gì? À, em phải thích người đấy là giống như anh đấy là có thích thể thao này, thích du lịch này, biết một số ngoại ngữ là em đã thích là ok rồi. Nhưng mà em thích người đấy phải là tinh tế, nghĩa là dịu dàng. Không hẳn là dịu dàng theo kiểu nữ tính, nhưng nghe dịu dàng nghĩa là để ý xung quanh. Với lại đừng có hoạt náo quá. Ý là hoạt náo quá thì vui em... Vui mà. Nhưng mà yên tâm đi em ơi. Anh á, trước mặt đám đông á thì vậy. Còn thực tế về nhà lúc nào cũng một mình. Lúc nào cũng cà phê một mình. Xem phim cũng một mình. Thậm chí nhậu cũng một mình luôn. Thấy tội nghiệp không? Thấy nói nghiệp một không? Mình luôn á. Thấy thương quá không? Dễ sợ nặng luôn. Được rồi, người ta luôn rồi. Trời, hay vậy được rồi. Cũng ổn rồi đó. Anh thấy rằng là hai người gặp nhau để người ta nhìn kỹ nhau hơn chứ nãy giờ qua lại giờ thấy sao xí chứ không có cho gặp. Có đi có người thân đi theo không? Dạ có, em đi cùng với em họ. Chào em. Chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh ạ. Anh bên kia vui không? Dạ em thấy thì anh cũng vui, năng động chứ cũng được. Được là làm bạn trai hay làm anh nuôi? Cái đó thì phải do chị Hương quyết định sau khi gặp mặt tiếp xúc đó. Anh có bạn đi theo không? À có, bạn thân nhất của em. Rồi bạn thân nhất. Dạ em chào hai MC dễ thương. Thấy cô này sao? Dạ thì từ nãy giờ thì em thấy là bạn Hương rất là trầm tính thì, và bạn rất là dễ thương. Cảm ơn bạn. Dạ. Rồi trước khi gặp mặt bên kia mình hỏi anh Tùng lần nữa, cụ thể cái công việc của anh là làm gì? À, em làm bên ngân hàng, em làm trong cái khối quản trị rủi ro, chức danh là nhân viên phòng chống rửa tiền để tránh cái việc người ta khác lợi dụng ngân hàng đem cái tiền bẩn do phạm tội mà có, ví dụ như trộm cướp rồi đánh bạc tất cả những cái tiền đó đem vô ngân hàng, hợp thức hóa cái tiền đó và đưa ra bên ngoài. Mà sao biết được? À, thì nghiệp vụ thì nó sẽ có những cái dấu hiệu đáng ngờ. Thí dụ như là nếu anh chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà trong một ngày anh nhận được 100 cái tài khoản, cái số tiền chuyển khoản nhỏ từ nơi khác chuyển về, thì rõ ràng cái hành động này không bình thường. Nếu như anh không đi kinh doanh, anh không có người thân, không buôn bán hàng online qua mạng, thì đó là những cái mà mình nghi ngờ thôi. Còn cái việc mà điều tra là của người khác. Rồi kéo màn lên. Đẹp trai ha, cũng phong độ, có nghề nghiệp ổn định. 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Hello. Xin chào anh. Chào em, tặng em món quà, hy vọng em sẽ thích món quà này. Em cảm ơn anh. Hồi lúc nãy anh cũng nói đó là giống như là mình ở trước đám đông, mình đi với mọi người thì mình vui vậy thôi. Nhưng thực ra anh không phải là người như thế. Thì qua những cái chia sẻ của anh như vậy thì em có muốn anh thay đổi cái gì không? Dạ thực ra thì khi mà anh tâm sự á, anh bảo là về nhà một mình thì anh nói một mình, anh làm một mình, anh khóc một mình, anh cười một mình á, thì em thấy có vấn đề rồi đó. Có phải không anh? Em thấy là mức độ tự kỷ rất là cao đó. Nhưng mà nếu mà có em thì anh sẽ không vậy đâu ha. Vậy là tốt quá. Anh ơi, anh có suy nghĩ gì về tình yêu, nghĩa là anh có ý kiến gì về tình yêu và ý kiến gì về em? Đối với anh tình yêu đơn giản lắm. Giống như là có một cái câu nói của người khác á, là đã có ai sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau
chẳng qua là vì họ yêu nhau nên họ học cách hy sinh để cho tình yêu bền vững thế thôi. Lúc đầu nghe cái giọng của em thì anh cảm thấy là một người dễ thương, nhưng mà thực ra nhìn kỹ lại thì rất là dễ thương. Giật mình. Một câu cuối cùng ngắn gọn, lãng mạn, 5 chữ thôi. Chúng ta cùng bấm nhé. Bên kia có 1 chữ thôi. Không. Nói chơi cho vui thôi, tôi để tay vào nút bấm đi. Con tim nó sẽ mách bảo chúng ta bấm hay không bấm. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định lắng động lại để xem chúng ta có cho nhau một cơ hội hẹn hò trong ngày lễ tình nhân ngày hôm nay hay không nhé. 1 2 3 Bóng hay hoa hồng? Hết thời gian. Hết rồi. Bạn bấm rất là chậm. Bạn còn suy tư điều gì? Dạ, thực ra thì giống như em nói từ đầu á, là em thích mẫu người trầm tính. Nhưng mà em suy nghĩ là như thế này: nếu mà chấp nhận cho mình một cơ hội thì cũng là một cánh cửa đang mở ra. Không sao hết, hôm nay là ngày vui mà, chúng ta cùng tạo cơ hội cho nhau, đúng không anh? Đúng rồi, anh nghĩ em bấm là chính xác. Cơ hội đã đến. Anh dễ thương mà. Mình nắm tay từ nhau từ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Có một cái người yêu bên cạnh mà vui thế này thì mình quên đi tất cả buồn phiền trong cuộc sống. Cảm nhận sao anh? Công nhận đã. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Anh giữ dùm ha. Rồi, một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn. Chúng ta sẽ nghe nhạc và những chiếc vé xem phim. Sẽ có thời gian bên nhau. Muốn xem phim gì cũng được. Ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Chúng ta nắm tay dẫn bạn đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tại sao bạn thích, em thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Em hỏi thì nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. À, trời ơi. Đó là cặp đôi đầu tiên, hy vọng rằng cặp đôi thứ hai cũng sẽ tiếp tục có những cái hạnh phúc như vậy quý vị nhé. Hà Màng. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Rồi, ngồi đi em. Rồi, em tự giới thiệu. Dạ, em tên là Hoa. Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên ạ. Rồi, xin mời bạn nam. Dạ, chào anh Quyền. Rồi, chào bạn. Thì đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp bên tấm rèm bên kia. Chào bạn. Người bạn cùng chơi và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Đông Hùng. Năm nay em 24 tuổi và em là nhân viên kinh doanh. Đẹp trai, phong độ, có nghề nghiệp ổn định như vậy, mình chưa tìm được cho mình một cái đối tượng nào à? Dạ thì nó cũng có lý do anh. Lý do gì? Dạ, đầu tiên thì do là công việc của em á, thì làm trong công ty của chị em. Thì trong đó thì toàn là bà con không. Với lại khách hàng mà mình tiếp cận thì lớn tuổi không. Nên là em không có kiếm được cái đối tượng của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà ra đường á, gặp một bạn gái nào đó thì em không có dám chủ động làm quen hay gì đó. Tại sao không dám? Dạ cũng bị một lần bạn gái đó từ chối nên là cũng mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Dạ. Hoa thì sao? Hoa rất là trẻ. Sinh viên trường gì em? Dạ em học Đại học Quốc gia. Mà sinh viên thì cái tuổi còn đi học mà quá trời người xung quanh bạn bè, tại sao lại dạ, đến rồi, với chương chị. Trình? Tại vì trong môi trường em học á thì các bạn của em nam rất là nhiều, nhưng mà em chỉ có thể trao đổi bài vở thôi chứ không thể nào có một cái tình cảm đặc biệt hơn. Thế đó giờ mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có một rồi ạ. Chia tay lâu chưa em? Dạ cũng 1 năm rồi chị. Rồi thì mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Sở trường của em là nấu ăn cũng khá tốt. Rồi những cái thứ mà liên quan đến mỹ thuật á, ví dụ như là cắm hoa hay là trang trí món ăn hay là vẽ linh tinh. Vậy là ổn ha, người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà điểm xấu của em lại là hay nóng á. Mà nóng cỡ nào? Dạ ví dụ như là cái công việc không có theo ý em thì em hay dễ cáu lắm. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai có gương mặt sáng, tính cách thì phải quyết đoán nhưng mà vẫn phải biết lắng nghe. Nếu mà thích đọc sách thì em cộng thêm điểm cho. À, hèn chi. Được rồi. Không? Yêu cầu bên đó được không bạn? Dạ được anh. Em hay đọc sách lắm anh.
đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm anh đó? Dạ, nhưng mà anh thích đọc sách gì ạ? Sách về kinh doanh. Kinh doanh? Anh có đọc ngôn tình không đấy? Cái ngôn tình đó chắc anh không đọc. Rồi rồi. Em thử nói một vài câu ngôn tình cho nó đẹp coi. Không, nãy giờ em đâu có nói là em đọc sách ngôn tình đâu. Nhưng mà tại sao bạn thích, em thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Không, em hỏi để nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi. Hên quá. Dạ. Hên quá. Yêu cầu bạn gái như vậy. Rồi còn mình yêu cầu như thế nào? Và em thích một người bạn gái cao khoảng mấy sáu trở lên. Gương mặt dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì em thích một người là hiền lành. Biết quan tâm tới người khác, biết thương yêu cha mẹ, không nóng tính. Bên kia nóng tính. Dạ, có gì em kìm. Mình có những cái ưu khuyết điểm nào? Dạ, ưu điểm của em thì là em vui vẻ, hòa đồng. Với lại trong công việc thì khi mà xác định làm cái việc gì rồi á, là em làm tới cùng, chứ không có bỏ dở. Còn về khuyết điểm của em á, thì em có tính là hay quên. Ví dụ như là quên chìa khóa nè, điện thoại nè, tiền nè. Ví dụ nhiều khi mà đi ăn á, quên đem tiền, quên đúng em không? Tiền quên đem tiền. Cũng kỳ lắm mà nha. Dạ. Đi ăn bạn gái mà cứ ngày nào cũng quên đem tiền để bạn gái trả cũng dạ, hơi lộ. Dạ, chị cái đó là lâu lâu mới quên chị. Tôi quên được. Hoài đi dạ, ăn quên tiền lắm. Có một cái có nghĩa là cái quên đó của em nhưng mà ai thiếu nợ em lại nhớ dai lắm. Dạ. Chị hỏi Hoàng tí nữa là bây giờ cái điểm nào mình không thích? Dạ, em không thích mẫu người con trai mà tính lề mề á chị, không đúng giờ rồi công việc thì hay trì hoãn này nọ, em không thích như vậy. Chị biết rồi, để chị coi. Dạ, chào chị Cát Tường. Ôi trời ơi, chị đẹp quá, ngưỡng mộ em. Dạ. Quá. Mặc dù chưa biết em là ai mà ai tặng hoa chị hay ngưỡng mộ lắm. Dạ. Bây giờ em không thích cái điều gì ở người phụ nữ nhất? Em không thích là người phụ nữ không biết quan tâm gia đình. Trang điểm quá lè lẹt. Có cái tài năng gì không, mình thể hiện chút xíu năng lực? Dạ, sở tài năng thích thì em không có chị. Về sở thích của em thì em thích chơi thể thao. Có thể nấu ăn được. Thể thao môn gì? Đá banh đó chị. Hát được không? Dạ, hát thì em ở chung với chị nên là mỗi lần mà hát thì chị em kêu là em mà hát á thì hàng xóm người ta ăn cơm vô là coi như hát dở á, đúng không? Dạ, hát dở. Hồi đó giờ chương trình này hát hay nhiều rồi, hát dở chưa thấy, mời em hát một khúc dở. Ăn thua mình gan hai. Dạ. Ba. Dạ, giờ em xin hát bài Lâu Đài Tình Ái đi cho nó hợp với lại không khí ngày hôm nay. Đúng, chính xác. Hát dở chị đừng có chê ha. Không chê, khen thưởng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàn hôn lên làn tóc, để một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ổn mà, được mà không quý vị? Được rồi. Hôm nay em đi có người thân đi theo không? Dạ, em đi với bạn chung phòng với em. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và tất cả quý vị có mặt ở đây ạ. Bển sao, bển sao? Về ngoại hình á, thì em không có nhận xét. Tuy nhiên là về tính cách á, thì em biết là bạn của em là bạn Hoa, tuy là nhỏ tuổi nhưng mà bạn rất là sâu sắc trong suy nghĩ và rất biết quan tâm những người xung quanh và cũng biết quý trọng người lớn như tiêu chí anh đề ra. Dạ, em cảm ơn ạ. Nam có đi với người thân không? Dạ, đi với chị hai em. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột với lại bạn thân. Mời chị hai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào bạn. Sao chị thấy bên đây em dâu được không? Dạ, thứ nhất là em cũng học Đại học Quốc gia. Thì hồi trước chị cũng học Đại học Quốc gia, nên cùng phe. Cái thứ hai nữa là em người Bắc. Hiện nay chị cũng đang làm dâu cho nhà người Bắc. Và chị thấy là phụ nữ Bắc thì rất là biết vun vén cho gia đình. Cho nên chị nghĩ là về cái tiêu chí của Hùng á, thì nhìn tổng thể là hơn 90% rồi đó chị. Vâng. Như vậy tốt rồi ha. Dạ, em muốn nghe ý kiến của người bạn thân của em. Có thấy được không? Được không? Được phải không? Rồi, cảm ơn bạn. Vậy thôi đó hả? Một câu vậy là hiểu nhau rồi đó hả? Dạ. Được là được vậy thôi đó hả? Hay quá, bạn thân hay quá. Xem coi sao nha. Dạ. Trời ơi. Chào bạn. Dạ. Nãy anh chưa nghe em nói quê ở đâu nhỉ? Em ở Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh nhưng mà vừa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào 4 năm rồi. Ổn đấy, em thấy ổn á. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có món quà tặng em.
Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Sách gì vậy? Hồi nãy giờ thấy hỏi hoài đó. Đó là cuốn sách em rất thích. Em hy vọng anh cũng thích cuốn sách đó. Anh thấy, anh nhìn là anh cũng thấy thích rồi đó. Anh thấy em như thế nào? Về ngoại hình á. Về ngoại hình thì anh thấy em rất là sạch sẽ. Mới vô cậu đầu. Dạ không anh. Không lẽ nữa là ở dơ. Sạch sẽ có nghĩa không phải có nghĩa là ở dơ. Thì anh cứ coi chương trình khác. Dễ thương xinh cái gì đó. Dạ không, câu câu đó có nghĩa là người ta không có ngược đãi cơ thể người ta. Mặc đồ rất là biết đẹp. Biết rồi nhưng mà tự nhiên giờ gặp em nói mày sạch sẽ rồi nha. Kỳ lắm nha. Làm lại. Dạ. Anh thấy em rất là xinh. Cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất là thể thao. Em cũng thích người biết chăm sóc bản thân mình. Bình thường nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Em thích đi uống cà phê. Em có gì hỏi anh không? Em đang là sinh viên thì anh có nghĩ đó là một vấn đề không? Không em. Anh suy nghĩ nếu mà em sinh viên thì cuối cùng em phải ra trường và đi làm thôi. Câu cuối cùng tỏ tình với nhau như thế nào? Dài hay ngắn chị? Dài cũng được, ngắn cũng được. Thì anh thấy hai mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên số. Chắc là kiếp trước cũng có nợ nần gì nên là chắc mới lên chương trình này. Nên là anh nghĩ là mình trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này mình cũng chưa hiểu nhau hết. Thì nếu mà được á thì sau chương trình này thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Em thấy sao? Dạ em sẽ cân nhắc. Rồi ok. Dạ. Hết thời gian. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất đẹp, một cặp đôi tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Mong rằng các bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân. Gửi tặng các bạn một cặp loa Soundmax i5 để chúng ta nghe nhạc, những bài hát về tình yêu và cùng song ca với nhau. Yeah. Những chiếc vé xem phim để có không gian hiểu nhau hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ chắc này để ly công viên đó chị. Nắm tay nhau thử cái coi. Chờ. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh. Và rồi xin em. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy. Năm nay em 29 tuổi. Em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm em làm điều dưỡng. Điều dưỡng dạ. Về cái khoa nào? Dạ em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời em trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên cạnh. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim. Hợp lý nha. Kim sanh thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn em trai? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ này hơi trộm ấy ha. Dạ. Mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi.
Dạ em cũng trải qua hai mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn? Dạ cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp, và nhiều lúc không, mình không phải là người gây ra vấn đề nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi, thì cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ vị trí của em chắc không có ạ. Dạ em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai thứ sáu vậy thì về anh ấy bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món. Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ chua ngọt. Rồi ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác. Canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy dạ, thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, chào anh. Rồi, xinh gái xinh đẹp quá. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ. Mà mình nghe hết. Dạ. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Tôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. À, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Chào chị Hồng Vân. Sao anh nè, có hút thuốc không nè? Dạ có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Thì bao nhiêu? Thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xã giao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Dạ. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ em cũng biết nấu mấy ông đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu thì em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Được, thích chứ, em thích gái đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65 là... Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 giờ dạ, sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Dạ. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là... Được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra
là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây, tự vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp đó nha. Em là trời thiêu nhưng em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em có món quà không? Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cho em món quà em tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm mình tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy, gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son hoa, à. Son, rồi đến kẹp chì mắt. Dạ. Thì hả? Dạ. Em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh. Và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được không? Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Rồi, tốt rồi. Lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường nó thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung là anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Dạ. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em. Dạ. Với mẹ lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nào,
mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi ra rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim, dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay, cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu, bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng, cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không còn bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay á, là nếu là được con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh nó run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa nhau đến những nơi hạnh phúc với các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Để Thủy đi trước đi Kim. Dễ thương quá à. Tôi với ông phải ghen cái đi. Ghen à. Mình bữa nay mát tay quá. Đúng rồi, hai đứa rất là dễ thương luôn. Còn bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Mình
cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Yeah. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái giờ nó rớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bà tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó rớt bạc. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng. Năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ ở quận nhất ạ. Rồi mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con hình tượng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào mình làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà như lúc đó mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên, mình xỉu ví dụ. Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, thấy không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thực sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp á. Hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con có cho nên con đều chia tay. Sau đó chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Dạ. Vậy cái người đàn ông bên đây sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được trái tim cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Người ta xinh xắn nè, trời. Gái dễ thương quá, đậu đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Không được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói mà ta yêu thương. Con gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp chút thôi. Dạ. Tóc thì cũng... sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nữa không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt năm nút luôn á. Con gớt năm nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự một cái có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở đúng tuổi rồi. Trẻ rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn nam mà
có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy, bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn nam thì bạn nam cũng được phong độ đẹp trai, còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng, thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi 2 về 3 nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Thì anh muốn em là duy nhất của anh. Không cần là ai, không có một ai khác cho em vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng đúng không, mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bà tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời ơi. Gào. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa đó. Ra rồi giờ không vô có được luôn. Nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc. Rồi tặng anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kiềm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kịt quá, gia trưởng á. Em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường đi du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về. Về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á. Mà nhỏ con, hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gọi cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết.
Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi, yeah. Sau khi và tiếp tục đi học đại học, khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à, còn nhiều là sống ở ngoài đời không à, mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghét rồi nó ra đi luôn rồi nó không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em thì nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là có nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Ta hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay, hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. À, robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt chỉ dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho tất cả những cặp đôi trong bạn mối hẹn hò sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc Hair, vi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em nổ mà em còn chê mẹ. Mẹ xem chương trình, dạ. Mẹ đừng có la con nha. Em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Rồi vậy là anh dở. Rồi vậy là xuất sắc hơn cả. Bè với là em cảm thấy sáng hôm nay em thấy em thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? Có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp.
Vậy thí dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em đặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.